Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến với các bạn món đầu cá hồi nấu canh chua cơm mẻ nha các bạn. Đầu cá hồi nấu canh chua cơm mẻ mình sẽ ăn với nước mắm ớt và với cá hồng kho tiêu nha các bạn, cá biển. Ở đây thì mình mua được hai đầu cá hồi hơn 1 ký. Cá rất là tươi nè các bạn, thịt đỏ ao và mang cũng đỏ nữa. Cá tươi như thế này thì mình nấu canh ngon lắm. Nấu canh chua, mắt của cá trong vắt nè các bạn. Mình nên lựa cá thịt đỏ, mang đỏ và mắt trong như thế này. Ở đây mình có 4 con cá hồng, cá biển nữa các bạn. Hôm nay mình sẽ kho với tiêu và ớt nha các bạn. Cá này thì kho tiêu cũng ngon lắm. Đầu cá hồi hôm trước mình đã chia sẻ clip sơ chế sạch với các bạn rồi nên hôm nay mình không chia sẻ nữa. Còn đây là bắp chuối, ngò gai, quế, ngò ôm, mình sẽ bỏ vào cho thơm. Bắp chuối mình cũng đem đi bào ra. Cơm mẻ, 250g cơm mẻ này các bạn. Mình sẽ nấu canh chua bằng cơm mẻ với đầu cá hồi. Thật là thơm lắm các bạn. Ngò gai và quế, ngò ôm mình đã cắt ra như thế này, còn có hành lá, củ hành tím và tỏi mình cũng băm nhỏ. Bắp chuối mình đã cắt ra và ngâm nè các bạn. Mình cũng đã chia sẻ clip sơ chế bắp chuối với các bạn rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ đi ướp cá nha. Cá sau khi mình đã rửa sạch bằng muối và chanh, đầu tiên mình cho 1 muỗng canh nước màu đường và 1 muỗng nhỏ muối hạt đầy nhé các bạn. 1 muỗng cà phê đường. 1 muỗng nhỏ hạt nêm. 1 muỗng nhỏ xíu bột ngọt. Và 1 muỗng nhỏ xíu tiêu xay. Sau đó thì mình sẽ cho củ hành tím và ớt sắc lát vào nhé. Sẽ cho thêm 1 ít gốc hành lá nè và 1 ít tỏi băm nữa cho cá được thơm. Một muỗng canh nước mắm. Và 1 muỗng canh dầu tỏi. Dầu tỏi mình phi vàng mình lấy dầu thôi, không lấy xác tỏi nha các bạn. Mình ướp vào 1 muỗng canh dầu tỏi cho thơm. Sẽ trộn đều cá lên cho thấm gia vị. Sau đó mình sẽ bắt 1 cái chảo nhỏ lên. Mình sẽ phi tỏi nha các bạn. Chỗ tỏi còn dư lại, mình sẽ phi tỏi cho vàng lên. Sau khi mình phi xong mình sẽ bắt xuống, rồi mình sẽ ướp cá để nấu canh nhé. Mình đã sơ chế sạch cá rồi. Các bạn có xem cá sơ chế thì các bạn vào clip cá hồi nấu canh chua bông súng nhé. Mình đã sơ chế rất kỹ. Hôm nay mình không chia sẻ nữa để đỡ mất thời gian của các bạn. Mình sẽ ướp vào tỏi phi vàng này. Vào cá cho cá được thơm bán mùi nha các bạn. Cho cá không còn mùi tanh. Mình sẽ ướp bằng tỏi phi vàng như thế này nè. Kế đến mình sẽ cho vào 1 muỗng nhỏ hạt nêm. Nửa muỗng cà phê đường. Và 1 muỗng nhỏ xíu bột ngọt. Nửa muỗng canh nước mắm.
Sau đó mình sẽ trộn đều lên cho cá thấm gia vị và mình để một lúc rồi mới đem đi nấu canh nha. Giờ mình sẽ đi kho cá, sẽ bắt nồi cá lên sau khi cá kho mình ướp đã thấm. Mình sẽ bắt cá lên, cá sôi lên, mình sẽ trở cá nhẹ nhàng nhé. Cá bắt đầu sắc xuống, mình sẽ cho thêm vào một trái ớt. Cho cá thơm, mùi ớt mà không bị cay nhiều nhé. Cá bắt đầu sắc kẹo lại, mình sẽ cho vào một ít tôm mỡ nha các bạn. Cho cá được béo. Sau đó thì mình sẽ cho gốc hành lá vào cho cá thơm. Cuối cùng là một muỗng nhỏ tiêu xay. Cá biển, cá hồng, kho tiêu và ớt rất là ngon nè các bạn. Rất là thơm luôn. Ăn với canh chua thì ngon lắm. Giờ thì mình sẽ đi lựa cơm mẻ. Đầu tiên thì mình sẽ tán nhuyễn, rồi mình sẽ cho vào một ít muối bọt để mình đánh lên. Sau đó thì mình lấy một cái rây, mình sẽ cho cơm mẻ vào rây. Và mình sẽ cho nước sôi vào để mình lựa cơm mẻ nhé. Đây là cơm mẻ mình đã lựa xong rồi nè các bạn. Mình sẽ bắt lên một nồi 2 tô nước, cho vào 2 muỗng nhỏ muối hạt, 2 muỗng cà phê đường và 1 muỗng nhỏ hạt nêm nhé. Mình sẽ đậy nắp lại. Khi nước sôi lên, mình dở nắp ra và mình sẽ cho vào 4 cái vá cơm mẻ như thế này nhé các bạn. Trước mắt mình sẽ cho như thế này, nếu thiếu chua thì mình sẽ cho thêm, còn nếu vừa thì thôi. Khi cho cơm mẻ xong thì mình sẽ cho cá vào luôn. Đây là bắp chuối sau khi ngâm với chanh, mình đã vớt ra để cho ráo nước rồi nè các bạn. Cá sôi lên mình sẽ hớt sạch bọt nhé, cho nước được trong. Sẽ nêm thêm vào canh một muỗng canh nước mắm nữa nha các bạn.
Mình sẽ nêm lại coi vừa chưa. Mình đã nêm một số gia vị và cá mình cũng đã ướp rồi, nên nước rất là đậm đà, ngon lắm các bạn. Sẽ cho thêm một muỗng nhỏ xíu bột ngọt nữa là được. Mình sẽ chờ nước sôi lên, mình sẽ cho bắp chuối vào nhé. Nước sôi mình cho bắp chuối vào. Cá cũng vừa chín. Mình cho bắp chuối hết vào nồi. Canh rất là ngon đó các bạn. Rất là đậm vị. Và cá thì cũng vừa chín, chứ không rục. Mình còn chừa lại một ít tỏi phi vàng, mình sẽ cho lên mặt nhé. Và cuối cùng thì mình sẽ cho ngò gai, quế, ngò ôm vào và một ít lát ớt sắc mỏng. Như vậy là nồi canh chua nấu cơm mẻ cá hồi đã xong rồi nè các bạn. Rất là ngon, cá thịt trắng tươi, vừa chín tới, béo giòn, ngon lắm các bạn. Đây, thành phẩm của mình đây. Mình sẽ ăn canh chua với nước mắm ớt nè và cá kho nữa nhé. Đây chén nước mắm ớt của mình đây. Ăn với canh thì đậm vị lắm. Sẽ dùng chung với cá hồng kho tiêu. Kho tiêu ớt. Mình mời các bạn dùng với mình nha. Chào tạm biệt các bạn.